Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với channel Sửa Chữa Vĩnh Thịnh nha. Nay trước mặt anh em đây là chiếc máy gì anh em biết không? Asus Zenfone 5Z anh em ha. Dòng máy cực kỳ ít người xài luôn. Cực kỳ ít người xài anh em. Đó, nhưng mà nó lại gây cho Thịnh cái sự bất ngờ và cái độ cao cấp của nó. Nói thật với anh em, đây là chiếc máy đầu tiên bên Thịnh tiến hành sửa chữa dòng máy này luôn. Đó, làm xong cũng vui quá, đăng lên cho anh em coi. Và máy này Thịnh rất là nhiêu khê nha, dùng mấy từ của anh em là rất là nhiêu khê luôn. Thịnh giữ máy của anh khách này chắc cũng tầm khoảng tính bằng 1-2 tháng rồi. Bởi vì sao anh em? Bởi vì đây là chiếc máy rất khó chịu. Trước khi anh khách này mang máy qua cho Thịnh, anh đã đưa đi nhà, nơi khác sửa chữa rồi. Cụ thể anh em, anh mua pin rồi, anh tiến hành anh thay pin đủ thứ lỗi hết đó, nhưng mà nó gặp một cái vấn đề là nó cứ xài một hồi nó tự nó tắt hoài. Đưa khi mà đưa qua Thịnh, Thịnh cũng nghĩ là cái cục pin mà anh thay này có thể bị lỗi luôn. Và lâu là do Thịnh phải tìm kiếm linh kiện để Thịnh test cho chính xác, Thịnh phải tìm một cái cục pin đúng zin của nó để Thịnh test. Và cái dòng máy nó quá ít người dùng này nên cái việc tìm kiếm linh kiện cực kỳ khó khăn. Nhưng mà hôm nay cái trái ngọt đã có đó, nên mình sẽ đăng lên cho anh em xem. Thì khi mình đã tìm được đúng cái cục pin zin mình gắn vào thì đúng thật là nó cũng vẫn y như vậy anh em à. Đó, mình đã tiến hành mình xử lý rồi trên mặt rồi các kiểu nhưng mà vẫn không hết lỗi. Thì mình đã dành thời gian đào sâu và mình đã tìm ra được mấu chốt của vấn đề đó, con Zenfone 5Z này nha. Thì nếu anh em nào sử dụng cái dòng máy này gặp phải cái tình trạng lỗi máy đang xài tự động nó tắt nguồn hoặc là nó hay bị treo hay bị đơ thì Thịnh chốt hạ với anh em luôn, nó là lỗi do CPU, tiếp tục là lỗi CPU. Anh em thấy kinh khủng không? Nếu anh em nào theo dõi channel của mình em sẽ thấy Thịnh lên lỗi CPU liên tục luôn. Hầu như tất cả những dòng smartphone hiện nay rơi vào cái lỗi khó chịu, những ban bệnh nặng nhất là đập vào CPU hết. CPU của con này là con Snapdragon anh em, Snapdragon 845, tiến trình 10 nanomet. Đó, thì sau quá trình em sử dụng sau một thời gian, con này ra mắt vào năm 2018, đến nay là 4 năm rồi, thời điểm ra mắt nó mười mấy triệu, không phải rẻ ha. Đó, đến nay là 4 năm anh em sử dụng với cường độ cao hoặc là khi mà tuổi thọ chip nó đã lâu năm, 4-5 năm như thế này thì nó sẽ dẫn đến những cái xung đột, những cái lỗi trong hệ thống vi xử lý đó, và dẫn đến tình trạng đó. Và Thịnh đã xử lý thành công bằng cách xử lý chip CPU và bây giờ máy nó đã dứt điểm cái lỗi mà lên tắt đó. Đó, Thịnh sẽ giao máy cho anh khách này trong ngày hôm nay để anh tiếp tục sử dụng chiếc máy của mình thật là vui vẻ và hiệu quả nha. Rồi, về cái lỗi này Thịnh nói với anh em rằng theo như Thịnh biết thì cái dòng máy Zenfone 5Z này hình như nó không bố tại Việt Nam. Cái thời điểm mà nó bán đó là hàng sách tay thì phải, nó không có bán chính hãng hay sao đó, hay là bán với đúng rồi, như là chỉ bán sách tay thôi. Thì nếu mà anh em xài vô tình mà anh em gặp phải cái lỗi này, anh em khỏi mang ra hãng để làm gì, bởi vì họ không có xử lý cái lỗi này trên dòng máy này đó. Và nếu có thì phương hướng của họ là thay men, nó sẽ rất là cao, chi phí nó không hợp lý với chúng ta đâu đó. Thì anh em hãy tìm đến những cơ sở sửa chữa chuyên sâu đã biết về cái dòng máy này, cụ thể như mình đây nằm gai nếm mật đã biết về cái dòng máy này để mà Thịnh có thể xử lý một phát là chính xác lỗi và đưa máy anh em về cái trạng thái tốt đẹp để anh em tiếp tục sử dụng. Chúng ta tránh cái trường hợp chúng ta đưa cho những cái nơi họ không chuyên về cái dòng máy này thì họ sẽ dẫn đến xử lý sai cách. Những cái lỗi về CPU đó là con chip tổng quản lý toàn bộ hoạt động của máy thì không có chỗ cho sai lầm. Chúng ta phải xử lý chính xác ngay từ đầu. Nếu mà chúng ta làm sai nè, mạch nó đứt nè, chip nó lỗi nè, phù bo nổ bo thì chúng ta không bao giờ sửa chữa được nữa. Lúc đó là máy anh em mất khả năng sửa chữa hoàn toàn luôn. Đó là cái rủi ro về vấn đề mà sửa chữa mà anh em rất cần biết khi mà anh làm những video clip này. Cuối cùng lại cũng để chia sẻ với anh em ở vị trí người dùng cái kinh nghiệm làm sao để anh em đưa máy về cái trạng thái tốt nhất nè, với chi phí tối ưu nhất nè. Đó, để tránh những cái sai lầm khi mà chúng ta đi sửa máy. Rồi như vậy thôi ha. Đồ điện tử chúng ta không có nhiều chỗ để chúng ta làm tới làm lui, làm một hai lần nó sai, nó hư bo rồi, men nó yếu rồi thì không thể nào phú lại được nữa hết. Rồi, trên đây Thịnh chia sẻ về vấn đề Zenfone 5Z Thịnh đã gặp phải lỗi đột tử, cụ thể là treo đơ hay tắt máy ha. Nó khá giống lỗi pin nhưng mà không phải lỗi pin. Rồi, nếu anh em nào gặp vấn đề tương tự hoặc bất kỳ một lỗi nào khác trên dòng máy này, anh em cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh, thông tin Thịnh sẽ để bên dưới ha. Rồi, bye bye anh em, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.